Em xin chào quý anh chị và các bạn. Thì chào mừng quý anh chị đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại em đang đứng trước đó là chiếc xe Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn. Thì Creta từ tháng 6 2023 đã chuyển sang phiên bản lắp ráp trong nước và đồng nghĩa việc thời điểm giảm 5% lệ phí trước bạ thì chiếc xe hoàn toàn được nhận ưu đãi đó. Thì hôm nay em xin cập nhật cái chính sách giá của Creta cho anh chị nửa cuối thời điểm tháng 7 2023. Thì đây là phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 640 triệu, và hiện tại chương trình giảm giá của quý đại lý cho quý khách hàng thì xe được giảm khoảng còn 605 triệu. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó khoảng 640 đến 642 triệu. Và phụ kiện em có tặng cho quý hàng đó là phim cách nhiệt này, đấy, trải sàn da, bọc vô lăng. Và nếu mà trả thẳng thì anh chị được tặng thêm cái gói cam hành trình chất lượng full 2K, đấy, quay rất là nét, có cảnh báo tốc độ chất lượng 2K cả trước cả sau, cực kỳ nét. Và nếu mà trả thẳng thì quý anh chị sẽ được hỗ trợ cái mức lãi suất trả góp cực kỳ là ưu đãi, chỉ có khoảng 0,7% cho một năm đầu. Đồng nghĩa việc là khi mà anh chị vay trên 100 triệu thì cái số tiền lãi một tháng nó chỉ rơi khoảng 700 nghìn thôi. Đó. Và cái giá lăn bánh tối thiểu tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì em đang tính cho anh quý anh chị đây. Tối thiểu lăn bánh thì nó rơi vào khoảng 165 triệu là anh chị đã có thể sở hữu chiếc xe Creta phiên bản tiêu chuẩn này rồi. Và em xin báo giá thêm về chiếc xe Hyundai Creta phiên bản đặc biệt thì bên em đang bán với giá là khoảng 650 triệu và lăn bánh thì rơi tầm độ khoảng 690 triệu đó. Còn phiên bản Creta cao cấp thì bên em đang bán 702 triệu và quà tặng cũng như các phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt. Màu xe thì bên em cũng sẵn những màu như là màu trắng, màu đỏ, màu đen đó. Về cái giá thì bọn em để theo cái chính sách giá thị trường theo từng thời điểm. Nếu mà quý anh chị quan tâm thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình để biết rõ hơn, chi tiết hơn về giá. Em sẽ báo chuẩn giá cho anh chị. Còn tùy thời điểm thì giá có thể có cái biên độ khoảng 2 đến 3 thậm chí đến 5 triệu. Thì cái này thì nó là do thị trường điều chỉnh rồi. Đó. Mời anh chị ngắm qua một chút về nội thất của chiếc xe Creta này. Thì phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt thì được trang bị ghế da nhẵn màu đen, còn phiên bản cao cấp thì là ghế da có lỗ. Những cái công nghệ nổi bật của Creta thì anh chị có thể chú ý đến đó là đèn nổ từ xa. Bản tiêu chuẩn thì cũng có đèn nổ start top rồi, cũng kèm cảm biến áp suất lốp cho cả ba phiên bản cũng như là phanh tay điện tử cho tất cả các phiên bản. Đó. Cái la răng thì được trang bị với đường kính đó là 17 inch. Và trên phiên bản đặc biệt và cao cấp thì hệ thống đèn đã chuyển sang là đèn full LED. Khoảng sáng gầm xe của Creta thì lớn nhất phân khúc đó là 20 cm, cũng như là cái không gian ngồi bên trong cực kỳ là rộng, cao và cho anh chị những cái không gian lái xe rất là thoải mái, không bị gò bó. Hàng ghế sau thì của xe được ngả lưng ghế tốt, kèm theo cửa gió điều hòa giúp anh chị làm mát đều và nhanh hơn, cũng như là cái cốp xe nó có một cái khoang hành lý rất là rộng hơn các đối thủ như là xe tốt và các cái đối thủ trong phân khúc hạng B. Đấy, bản đặc biệt và bản cao cấp thì được trang bị loa Bose và có điều hòa tự động kèm 6 túi khí. Còn đây là bản tiêu chuẩn của xe thì chỉ trang bị 2 túi khí thôi. Về phần màn hình giải trí trung tâm thì xe được trang bị màn hình 10,5 inch, có tích hợp bản đồ định vị dẫn đường, Apple CarPlay và Android Auto. Trên phiên bản tiêu chuẩn này thì được trang bị đó là đèn tự động này, rồi có hệ thống loa đó là 6 loa thường, phanh tay điện tử thì cũng được trang bị em có nói rồi. Trên phiên bản cao cấp thì được trang bị thêm gói Hyundai Smart Sense cộng thêm cái hệ thống sấy ghế và sấy làm mát ghế. Creta thì nó vẫn luôn là một chiếc xe bán chạy hàng đầu phân khúc và cái giá lăn bánh chỉ nhỉnh hơn một chiếc sedan hạng B một chút.
là anh chị có thể sở hữu cho mình một chiếc xe gầm cao thích hợp để đi đô thị cũng như là chạy đường dài, rất là phù hợp. Xe được trang bị hộp số 1.5 xe được trang bị động cơ 1.5 lít và hộp số IBT cho cái sự tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt. Đây em chia sẻ về cái tiết kiệm nhiên liệu thì xe được trang bị động cơ hộp số như vậy thì đường kết hợp xe chỉ tiêu tốn khoảng 6,1 lít và đường ngoài đô thị, đường cao tốc thì hết khoảng 5,2 lít và đường trong đô thị thì hết khoảng 7,5 lít. Quý anh chị có quan tâm đến Hyundai Creta thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để ở trên màn hình để em có thể báo giá chính xác cho anh chị theo từng thời điểm. Em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ channel của Hùng Xe Huệ.